Cửa, một bộ phận nội thất vô cùng quan trọng đối với mỗi ngôi nhà. Không chỉ cửa chính mà cửa sổ còn mang lại nét đẹp, thẩm mỹ và độ an toàn cao cho căn nhà của mình. Đúng vậy, cửa sổ không chỉ mang lại tính thẩm mỹ mà còn bảo vệ ngôi nhà lấy ánh sáng cần thiết. Vậy thì các bạn đã biết tại sao cửa thép vân gỗ của Sài Gòn Door lại được khách hàng ưa chuộng nhiều đến như vậy không? Đó là bởi vì cửa thép vân gỗ vừa đẹp vừa an toàn, khả năng cách âm và cách nhiệt chống cháy luôn đứng đầu trong mọi loại cửa. Cửa thép vân gỗ có khả năng chịu tác động lớn từ bên ngoài, không lo nắng mưa hay gió to gây ảnh hưởng tới cửa, luôn đảm bảo tính năng chống cháy, chống trộm, cách âm, chống sệ và mối mọt. Giá rẻ hơn nhiều so với các loại gỗ tự nhiên và rẻ hơn nhiều loại cửa khác mà vẫn đảm bảo chất lượng. Phụ kiện cửa thép vân gỗ cũng rẻ hơn cửa nhôm kính cao cấp, không cần bảo trì, bảo dưỡng, chỉ cần vệ sinh thường xuyên thì giúp cửa luôn mới đẹp. Phụ kiện có độ chắc chắn, ít khi phải sửa chữa, thay thế. Cửa sổ thép vân gỗ với nhiều ưu điểm và công dụng tiện lợi sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn. Và tụi mình là Sài Gòn Door với sứ mệnh nâng cao giá trị cuộc sống cho mọi người.